gian và tuổi tác, làm ảnh hưởng đến chức năng ngũ tạng, gây suy giảm sinh lực. Từ táo đỏ tự nhiên, rút hết và rút hết một giờ, bồi bổ chức năng ngũ tạng, phục hồi sinh lực ở nam giới. Rút hết và rút hết một giờ, khẳng định bản lĩnh phái mạnh.